Màn ảnh Việt Nam 2022 đánh dấu sự trở lại của nhiều diễn viên tài sắc như Quỳnh Cun, Huyền Ly Di và sắp tới là Hồng Diễm. Ngoài việc mang đến cho khán giả những món ăn tinh thần đa dạng, sự trở lại của dàn mỹ nhân này còn là dịp để công chúng đặt họ lên bàn cân và so sánh xem ai đã thực sự bứt phá. Một, Quỳnh Cun. Trước khi chạm ngõ diễn xuất, Quỳnh Cun được biết đến là người mẫu, hot girl nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trong những MV ca nhạc. Cô bắt đầu được chú ý qua vai phụ trong phim Đi Qua Mùa Hạ và đến gần hơn với công chúng khi đảm nhận vai Đào trong Quỳnh Búp Bê. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét nét diễn của nàng hot girl vẫn chưa thực sự tiến bộ và bứt phá so với các diễn viên cùng thời. Năm 2022, Quỳnh Cun trở lại màn ảnh với vai Sơn Ca trong phim Gara Hạnh Phúc. Đây được xem là nhân vật đặc biệt nhất mà cô đảm nhiệm tính đến thời điểm hiện tại. Sơn Ca là một cô gái có tính cách thẳng thắn, độc lập, mang trong mình trái tim nhân hậu nhưng lại hiếm khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài. 2. Sau khi Gara Hạnh Phúc khép lại, Quỳnh Cun nhận được cơn mưa lời khen của khán giả. Nhiều người đồng ý rằng đây là vai diễn để đời trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Chính diễn viên Bảo Anh cũng tiết lộ Sơn Ca, Trung, Vân là ba nhân vật rất khó để thể hiện và anh cảm thấy rất khâm phục bạn diễn của mình. 2. Huyền Ly Di. Sau thành công của Thương Ngày Nắng về phần 1 công chiếu năm 2021, Huyền Ly Di tiếp tục trở lại với phần 2 vào năm 2022. Diễn xuất của hot girl đời đầu nhận được nhiều ý kiến khen, chê từ công chúng khi trở lại với phần 2 này. Trong phim, Huyền Ly Di vào vai Vân Trang, con gái thứ hai trong gia đình có ba chị em gái. Cô đem lòng yêu duy mà không biết được những bí mật xấu xí từ quá khứ của người lớn. Vì đảm nhiệm vai nữ chính bên cạnh Lan Phương và Ngọc Huyền nên Huyền Ly Di được giao cho khá nhiều đất diễn. Thời điểm phim lên sóng, cô nhận được nhiều lời khen của khán giả nhờ diễn xuất biến hóa đa dạng, đài từ tốt, ngôn ngữ hình thể ấn tượng. Đây được xem là vai diễn để đời và khó nhằn nhất của Huyền Ly Di tính đến thời điểm hiện tại. 3. Hồng Diễm. Năm 2022, Hồng Diễm gây nhiều sự chú ý khi tái hợp Việt Anh trong phim Hành Trình Công Lý. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Hồng Diễm sau 2 năm kể từ Hướng Dương Ngược Nắng. Phim được remake từ Người Vợ Tốt, một dự án đề tài pháp luật ăn khách của Hàn Quốc. Nói về cảm nhận khi đóng Hành Trình Công Lý, Hồng Diễm thừa nhận cô gặp áp lực rất lớn bởi nguyên tác của bộ phim từ Mỹ hay Hàn Quốc đều đã quá thành công. Dù phim chưa lên sóng nhưng thông qua đoạn clip giới thiệu dài gần 10 phút mà nhà đài chia sẻ, Hồng Diễm khiến nhiều khán giả nổi da gà vì diễn xuất khá ấn tượng, linh hoạt. 4. Có thể thấy, dàn nữ chính của màn ảnh Việt Nam 2022 đã mang đến cho khán giả nhiều dạng vai cùng những cách thể hiện rất khác nhau. Dù nhận nhiều ý kiến khen, chê từ khán giả, nhưng không thể phủ nhận các nữ diễn viên tài sắc kể trên đã cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.